Miss International giăng mặt Miss Grand International hành xử 10 điểm với thí sinh châu Phi, Phương Anh nhai mít gây choáng. Trong khi Miss Grand International từng gây bức xúc khi chê bai và bóc lột sức khỏe các thí sinh đến từ châu Phi, thì Miss International 2022 lại có hành xử vô cùng khác biệt và ghi điểm trong mắt khán giả quốc tế. Khán giả hâm mộ sắc đẹp đều biết đến ồn ào của Mr. Nawaz, chủ tịch Miss Grand International và những thí sinh đến từ châu Phi, đến mức phía giám đốc quốc gia Nam Phi bày tỏ sự thất vọng và không muốn gửi bất kỳ cô gái nào đến cuộc thi này nữa. Cụ thể, ngài chủ tịch cho rằng các nước tại lục địa này còn kinh tế thấp và khó có thể phát triển thị trường nếu như tạo điều kiện cho một thí sinh tại đây đạt một thứ hạng cao chung cuộc. Điều này tạo nên một làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng. Theo họ, đây chính là sự bất công cho những nỗ lực của các cô gái. Miss Grand đại diện Nam Phi Lu Joan Misit trước đó từng lên tiếng tố cáo tổ chức Miss Grand International bao mòn sức khỏe và vi phạm quyền riêng tư trong quá trình thi khiến cô phải nhập viện. Tôi đã cố gắng hết mình cho Miss Grand International đến mức ngã bệnh vì thiếu ngủ và thiếu giấc. Không chỉ thế, tôi bị xâm phạm quyền riêng tư khi hình ảnh tôi nhập viện bị đưa lên mạng. Chẳng những không giúp tôi ngăn chặn bức ảnh bị phân tán hoặc tìm ra thủ phạm phía sau, họ thậm chí không có nổi một lời xin lỗi. Trong cuộc thi, tôi đã chịu đựng khi nghe họ nói rất nhiều lần rằng Nam Phi chỉ là quốc gia nghèo khổ. Họ đã sai lầm khi nhận thức như vậy. Tôi chỉ hy vọng các đại diện tiếp theo của chúng tôi gặp may mắn và thành công. Mới đây, Miss International 2022 gây chú ý khi có hành xử vô cùng khác biệt. Không hổ danh là một trong những cuộc thi có tuổi đời và cả uy tín bậc nhất thế giới, tổ chức Miss International có cách điều hành và đường lối phát triển hướng đến cộng đồng cũng như san sẻ cơ hội cho tất cả các cô gái. Mới đây, trong lịch trình ngày thứ tư ở cuộc thi, các thí sinh được chia theo từng nhóm nhỏ và có những hoạt động riêng biệt. Theo đó, 7 thí sinh đến từ các quốc gia châu Phi gồm Cabo Verde, Kenya, Mauritius, Namibia, Nigeria, Nam Phi và Togo đã tham gia chiến dịch gây quỹ cho sinh viên Asinaga xuống đường ở phố Nhật Bản kêu gọi sự ủng hộ từ người dân. Hành động này được đánh giá là vô cùng ý nghĩa bởi có tác động vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy ý thức xã hội về sự đoàn kết và lòng nhân ái giữa người với người, giữa những quốc gia hay những châu lục với nhau dưới chung mái nhà trái đất, không hề có sự phân biệt và ranh giới nào. Đích thân tổ chức Hoa hậu quốc tế đã đứng ra sử dụng uy tín của mình thành lập quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo tại châu Phi được tiếp cận với giáo dục một cách tốt hơn. Giáo dục là con đường ngắn nhất để thay đổi thế giới. Biết được điều đó, Miss International 2022 đã tinh tế bổ sung vào khoản quỹ từ thiện các đối tượng hỗ trợ như trẻ mồ côi, trẻ em từ những gia đình có cha mẹ khuyết tật khó khăn khi làm việc, đồng thời hỗ trợ giáo dục cao cấp cho trẻ em ở tiểu phi Sahara đã mất cha mẹ. Trang thông tin chính thức của Miss International có đề cập rõ trong phần giới thiệu là tổ chức từ thiện. Có lẽ mục đích cao nhất của các cuộc thi sắc đẹp vẫn là lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng. Ấy mới là vẻ đẹp đích thực, không nằm ở son phấn hay váy áo lộng lẫy. Đại diện Việt Nam năm nay tại cuộc thi là Á hậu Phương Anh vẫn đang thể hiện rất tốt xuyên suốt cuộc thi. Hiện tại, Á hậu Phương Anh đang là đại diện của Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss International 2022. Vừa qua, người đẹp đã đăng tải video tự giới thiệu bản thân. Ngay lập tức, cô đã khiến khán giả phải trầm trồ với sự chuyên nghiệp và tinh tế. Mở đầu video là hậu trường một buổi ghi hình thời sự của Phương Anh. Tại đây, cô đã gây ấn tượng khi gửi lời chào bằng 4 thứ tiếng khác nhau, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Mặc dù mới học tiếng Nhật và Tây Ban Nha, nhưng cô đã nhanh chóng đạt đến trình độ nghe hiểu cơ bản. Vốn được biết đến là Á hậu học giỏi, Phương Anh cũng không quên cho khán giả thấy loạt bằng khen huy chương đầy tự hào. Trong số đó, phải kể đến học bổng thạc sĩ tại Đại học Dramit, giải 3 tiếng Pháp thi quốc gia, Dance 1 tiếng Pháp và IELTS 8.0. Cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi áo dài nữ sinh 2015, Á hậu 1, Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh học vấn, người đẹp sinh năm 1998 còn có tài lẻ là nhảy múa và ca hát. Trong video, cô đã khoe khả năng múa và thổi sáo. Chỉ với video chưa đầy 5 phút, Phương Anh đã chinh phục người hâm mộ bởi sự đa tài và thông minh. Chính vì vậy, khán giả càng thêm hy vọng rằng Phương Anh sẽ trở thành người đẹp đầu tiên mang được vương miện Miss International về Việt Nam.